Ơi, xin chào các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp một cái bài style vintage như thế này. Thì ở cái bài trước đó, thì mình hướng dẫn cho các bạn cũng style vintage như thế này, nhưng mà nó làm đâu khoảng tầm đâu 5 đến 6 đối tượng. Còn đợt đây thì mình sẽ làm nhiều đối tượng hơn. Từ 8 hoặc là thậm chí tới 10 đối tượng nha. Thì đây cũng là một cái bố cục mới về vintage. Thì mình sẽ lấy cái này làm cảm hứng và mình sẽ cứ resize theo cái này thôi nha. Thì mình đã chuẩn bị những trước những cái art như thế này để sắp xếp theo bố cục như thế này. Đây thì cái style vintage thì trước hết thì chúng ta cần phân tích về màu. Thì ở đây các bạn thấy này, thì màu của nó rất là đồng nhất. Nó chọn sẽ là màu cam là cái hình chính về cái này, và đương nhiên là trong cam thì sẽ có những màu sắc cơ bản như là màu trắng và màu đen này, nhưng tổng thể hình này sẽ là màu chính sẽ là màu cam. Thì trong này thì mình đang có hai gam màu chính, đó là màu xanh và cũng như là màu vàng. Thì mình sẽ chọn thiết kế này, mình làm theo tông màu xanh nè, mình làm theo tông màu xanh như thế này đi cho nó có vẻ như là nó khó hơn. Thì giữa màu xanh này với màu xanh này thì mình sẽ chọn cái màu xanh này đi cho nhìn cho nó có cái độ cổ hơn, nó có cái chất vintage hơn. Rồi thì mình xin phép vào những bài như sau nha. Thì cái thứ nhất thì tạm thời thì mình sẽ chỉnh mấy cái art này, cái màu màu xanh của nó cho nó tươi hơn, cũng như là mình tăng độ contrast cho nó nha. Rồi để tăng cái độ tươi cho cái này thì mình sẽ dùng Vibrant này. Rồi tương tự cái này cho cái hình này luôn nha. Rồi xong mình sẽ gộp lại cho nó tiện nha. Mình nhấn chuột phải chọn Merge Layer, hoặc là các bạn nhấn Shift này, rồi các bạn nhấn Ctrl E cho mình nha. Rồi thì bây giờ là cái mình sẽ đưa cái hình này nó về một cái tông màu xanh nha các bạn. Mình sẽ đưa cái hình này về một cái tông màu xanh. Đây thì mình muốn một cái tông màu xanh như thế nào á, thì mình sẽ hút cái màu nha, mình sẽ hút màu này rồi mình chọn Solid Color. Rồi mình chuột phải mình chọn Clip in Mask nha. Rồi tới đây thì các bạn chọn cho mình thuộc tính là Overlay hoặc là Subline nha. Rồi Overlay Subline thì trong trường hợp này thì mình chọn Subline đi, để mình xem hết những cái thứ này xem có cái nào hợp hơn không nha. Mình thấy cái này nó cũng nghiêng về màu xanh nhiều hơn này. Rồi thôi mình chọn hardline đi. Rồi tới này thì mình đã biến cái bước đầu tiên, đây là cái cách mà mình sẽ biến một cái hình có một cái tông màu vàng thành một tông màu xanh. Thì cái điều khi mà chúng ta biến về một tông màu xanh rồi thì các bạn lưu ý giùm mình là các bạn phải cho cái tông trắng và tông đen được đậm nhất có thể nha, nó đồng nhất với bên này. Thì mình sẽ dùng cơ để mình tăng đen lên này, mình chọn cái bút đen nha. Rồi ok, tông trắng thì mình chọn bright thôi vì mình muốn tăng trắng lên một chút thôi. Rồi bây giờ mình sẽ khử màu nha. Thì hiện tại mình đang thấy là màu xanh lá cây có vẻ là nó hơi bị nhìn trong trong này nhiều này, và mình giảm một chút opacity dưới này. Rồi mình chọn Selective Color để mình khử màu nha. Như cái này thì mình muốn khử màu xanh đúng không, thì mình sẽ chọn chỗ này là màu xanh này. Rồi như vậy tương tự nha. Như bây giờ thí dụ như là mình sẽ muốn cho cái tông màu này nó đậm lên một tí nha. Đây mình hơi giảm xuống một tí, cái xanh này nó đậm quá. Rồi để mà mình muốn như là cái da mặt của cái nhân vật này nè các bạn, nó
hơi vàng như thế này thì mình sẽ nhấn vô này nha. Mình nhấn vào layer mask này. Mình chọn một cái brush mềm thôi. Mình chọn opacity của nó là thấp thôi. Đấy. Rồi, nếu như chúng ta thấy đậm quá thì chúng ta có thể đổi sang lại cả trắng nha. Đợt này mình cho opacity thấp hơn. Rồi, thì tạm thời thì mình đã cho cái hình này nó hơi ám xanh rồi nha. Mình tăng một chút vàng cho nó nữa. Rồi, các bạn chỉ cần chỉnh màu hơi tương đối thôi. Vì cái bước cuối cùng thì mình sẽ giúp cho các bạn được cái cách khắc phục tổng thể màu nó sẽ hòa trộn như thế này. Nhưng trước hết thì chúng ta phải đưa cái màu về nó hơi có một chút đồng nhất với nhau. Tiếp tục sẽ là cái này nha. Mình sẽ đổ solid color cho nó. Rồi, cái này mình chọn supply. Rồi bây giờ mình sẽ khử một cái, thứ nhất mình tăng độ contrast cho nó một chút. Rồi mình tăng đen nha, mình sẽ tăng đen cho nó này. Rồi thì mình sẽ sau cái này đi, bây giờ mình sẽ khử vàng này. Anh này nó bị vàng quá nha các bạn. Rồi các bạn chọn màu vàng này. Đấy, cái màu nó hơi tương đương thôi nha các bạn. Rồi các bạn chọn sang cho mình màu đỏ giùm mình. Rồi bước này các bạn cứ chỉnh tương đối giùm mình thôi nha. Rồi tương tự còn như cái ông này, như cái nhân vật này, nhân vật này thì hiện tại nó cũng đã là màu xanh rồi nha các bạn, thì mình chỉ chọn là selective color thôi. Mình tăng giảm một chút xíu cho cái màu xanh này nó hơi đồng nhất với bên kia. Rồi tương tự như cái ông này. Mình chọn cái này nha. Rồi mình sẽ đưa nó về đen nhất có thể. Rồi thì cái này thì nó đang có màu vàng nha các bạn, thì mình sẽ khử này, mình sẽ khử màu vàng đi vì mình chọn là tông xanh mà. Rồi tới tới cái nhân vật này nha. Nhân vật này thì mình tăng một chút đen cho nó. Rồi mình tăng rồi thì mình, các bạn thấy thì cái này nó cũng đã có màu xanh màu tím, nó cũng né né nhau rồi, thì mình sẽ khử màu thôi, mình sẽ không làm cái thao tác gì nữa. Rồi, mình sẽ khử một chút đỏ ở trên cái mặt của Red nha.
Rồi, tới đây cũng gọi là ok thôi nha các bạn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ làm như đúng theo cái bố cục này nha. Rồi, mình sẽ làm đúng theo cái bố cục này. Thì cái thứ nhất á, thì cái thứ nhất là cái hình này. Rồi, cái thứ hai sẽ là mình sẽ cho cái hình chỗ này nó sẽ được đóng khung nha. Mình sẽ cho chỗ này nó sẽ được đóng khung. Thì mình sẽ làm như sau. Cái thứ nhất mình sẽ tách cái này đây. Mình sẽ tạo cho nó một cái khung. Rồi. Mình sẽ đổ cho nó một cái màu gì đó cho mình dễ nhìn nha. Giả sử như mình đổ nó cho nó một cái này. Đây, bây giờ mình sẽ làm cái khung cho các bạn xem nha. Rồi. Mình sẽ tăng chốt. Mình sẽ nhân đôi cái thằng này ra một chút. Mình đổ cho nó một cái màu khác đi cho các bạn dễ nhìn nè. Rồi, thì mình sẽ làm như sau nha. Thì cái này thì nó sẽ là màu xám. Mình sẽ đổ cho nó một cái màu xám. Để mình hút màu đi nha. Để mình hút màu đi. Rồi. Mình sẽ chọn là Bevel Import nha. Chỗ này mình sẽ chọn hai tông màu là trắng và đen. Rồi mình sẽ chọn là ok nha. Mình chọn ok. Rồi. Cái thằng chỗ này thì mình tăng một xíu chót cho nó này. Rồi mình tăng một chút outer ground này. Outer ground mà cũng sẽ cho một cái màu đen luôn. Rồi, mình sẽ tô một chút trắng bên trong này nha. Mình sẽ tô một chút trắng bên trong này. Mình tạo thêm một cái layer nữa đây. Mình sẽ đổ một chút trắng. Các bạn nhấn phím shift nha, các bạn chọn phím shift để cho cái đường line của các bạn nó được thẳng hơn không nha. Rồi. Rồi xong nha. Như vậy thì mình đã xong thì mình sẽ gộp cái hình direct này. Mình sẽ hợp cái hình direct này. Mình sẽ gộp. Rồi, mình sẽ chuột phải này, mình clip in mask vào cái layer màu xanh này này các bạn. Đấy. Mình sẽ chuột phải, mình clip in mask nó nha. Rồi.
Ok, như thế này thì mình sẽ gộp thằng này thành một group nha. Mình nhấn Ctrl C này. Rồi ok thì mình sẽ cho cái thằng này nằm dưới thằng này một chút này. Đấy, để đúng theo cái format luôn. Rồi. Rồi, tiếp theo nha các bạn. Tiếp theo sẽ là những cái ô tròn như thế này. Rồi, mình sẽ làm một cái ô tròn như thế này. Mình sẽ tạm thời mình ẩn cái người này đi nha. Mình sẽ làm cái người này. Thì ban đầu thì mình sẽ tạo một cái layer và mình sẽ chọn một cái vòng tròn nha. Mình chọn một cái cỏ cứng này để mình tạo cái vòng tròn. Rồi, thì mình thấy thì nó sẽ có một cái lớp stroke trắng. Mình sẽ dốc đen đi. Rồi, mình sẽ qua đây mình xử lý cái phần độ bóng này. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ tăng một cái lớp stroke bên ngoài nữa nha. Sẽ tăng một cái lớp stroke bên ngoài nữa. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái lớp stroke chính bên trong. Lớp stroke chính bên trong nha. Rồi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái này lên dưới cái này. Rồi, mình sẽ lấy cái hình này nha. Mình sẽ lấy cái hình này. Mình đưa cái vòng tròn nhỏ lại chút nha các bạn. Rồi, mình sẽ lấy cái nhân vật này, mình clip in mask nó vào này. Đấy. Thì các bạn thấy một điều là nó có cái phần đầu này này, cái phần đầu này này nó có một cái chóp đỉnh bên trên nữa nha các bạn. Thì cái đây thì các bạn làm như sau nha. Thì các bạn chỉ cần từ cái thứ nhất thì mình sẽ nhân đôi ra đấy. Rồi các bạn chọn cho mình một cái layer mask đen nha, các bạn nhấn Alt chọn vào cái layer mask này, nó sẽ ra một cái layer mask đen đấy. Rồi các bạn chọn cho mình một cái cỏ trắng. Đấy, bây giờ các bạn khôi phục cái đầu của Direct thôi. Rồi, các bạn khôi phục cái đầu của Direct này. Rồi, tới đây thì các bạn chỉnh lại cho mình cả đen rồi các bạn đi lại tỉ mỉ cho mình là được. Rồi như vậy là mình đã xong cái bước này nha. Đấy. Rồi. Còn lại là về thứ tự layer thì có lẽ như là cái arc này thì nó đang nằm bên dưới này, nhưng mà trong cái bài này thì mình muốn cái arc này nó đang nằm trên hai layer này luôn. Rồi tương tự như vậy thì mình sẽ nhân đôi cái vòng tròn này cho cái anh ở trên nha. Rồi mình sẽ nhân đôi cái vòng tròn này cho thằng ở trên thì mình nhấn Ctrl J này. Rồi mình sẽ gộp. Rồi, mình sẽ đưa cái hình này chuột phải, mình clip in mask nó tiếp nha.
Cái hình này thì có vẻ nó hơi sáng nha các bạn, thì mình sẽ chỉnh cho cái hình này nó tối lại một chút. Khoan khoan nha. Mình sẽ chỉnh cho cái người này nó tối lại một chút. Rồi. Tương tự như vậy mình cũng sẽ nhân đôi cái thằng này cho thằng ở trên nha. Đấy. Rồi, mình chuột phá clip in mask này. Đấy thì nó sẽ bình thường lại nha. Rồi thì các bạn cứ để cho hình nó là tông vào đây, bước cuối thì mình sẽ có cái cách để cho các kẻ các hình này nó cùng tông lại với nhau nha. Rồi mình lại tiếp tục Ctrl J này, rồi mình các bạn nhấn Alt và cái layer mask đây để nó thành một cái layer mask đen nha. Rồi các bạn dùng cả chấn để khôi phục nó cho mình. Rồi. Như vậy là xong hai cái bước bên này nha. Rồi tiếp tục lại là tới cái chỗ này nha các bạn. Cái chỗ này thì nó là một hình, nó là hình ellipse nha. Thì mình sẽ tiếp tục nhân Ctrl J thằng này ra. Mình Ctrl J này ra để nó có một cái ô nha. Rồi mình sẽ đưa xuống nha. Rồi để mà hình này nó thành một hình ellipse á, thì các bạn nhấn shift, các bạn kéo lên. Rồi, tương tự bên này các bạn thu nhỏ lại một chút. Rồi mình cho nó hơi xíu qua chút nha. Rồi mình sẽ nhấn Ctrl J đây nè, Alt Shift. Rồi mình sẽ khôi phục cái anh này lại, cái phần ở trên nha. Rồi mình lại chọn sang cả đen. Rồi như vậy là xong nha. Rồi còn cái bước trong này nữa là cái này là cái nền thôi. Cái nền này nó sẽ thể hiện tốt nhất khi mà chúng ta có chữ vào nha. Và tiếp theo là sẽ là có một cái logo của cái đội này. Thì cái này thì mình có một cái logo của For All The Dog này. Cái album chỗ này thì mình có chuẩn bị sẵn, thì mình tăng thằng này sáng lên nha. Sáng như cái này này thì mình sẽ nhấn vào là khơ đi, mình chọn vào khơ thì mình chọn cái cây bút trắng bên dưới này, mình trả vào đây thì nó cũng sáng lên nha. Rồi ship này lại với nhau, mình gộp lại rồi mình tăng sẽ chót lên cho nó nha. Mình effect, mình chọn chót này, ban đầu thì mình sẽ tăng sẽ chót đen, rồi sau đó mình sẽ tăng sẽ chót trắng này. Hình này nó còn một số cái li ti á các bạn, thì các bạn tắt là nó sẽ không thấy cái li ti này này,
Nên chính vì thế thì có nghĩa là cái pixel ở đây nó rất là ít, nên các bạn yên tâm là các bạn nhấn Ctrl vào cái thằng này cho mình. Ctrl vào, rồi các bạn nhấn Ctrl Shift Y để đảo ngược vòng tròn. Rồi, là có nghĩa là nó đã chọn những cái dấu chấm dư thừa ở bên ngoài đó. Rồi các bạn nhấn Delete cho mình. Đấy, là nó đã ok nha. Rồi. Đây, mình đặt chỗ này một chút, né cái đầu của nhân vật này ra. Rồi. Ok, thì mình sẽ group tất cả những cái nhân vật này lại thành một group nha. Rồi. Như cái ạt dưới này thì mình thấy là nó hơi bị ám xanh lá cây hơn. Thì mình sẽ chỉnh lại một chút. Rồi. Thì bây giờ tới cái phần phần chữ nha. Thì mình ở trên này thì mình có chuẩn bị trước là mình đã gọt chữ nhỏ. Là mình đã chuẩn bị một chữ direct như thế này, thì font chữ tên là Pana gì đây nè các bạn. Rồi thì bây giờ mình đã chọn tông là mình chọn tông xanh rồi đúng không các bạn? Thì mình theo cái bố cục này trước đi, thì mình sẽ chỉnh màu sau. Mình sẽ mình chọn một cái màu màu xanh này đi. Rồi đấy. Rồi, thì mình xem cái chữ này, cái thứ nhất là nó có một cái lớp stroke bên ngoài này. Rồi, tiếp theo của nó là nó có một cái lớp inner shadow bên trong nha, inner shadow bên trong. Rồi. Nó có một cái lớp chữ bên dưới như thế này nữa, thì các bạn nhấn cho mình Ctrl J ra. Rồi các bạn đưa cái thằng này xuống thôi. Đấy. Cái này thì nó chơi tông màu đen nha. Rồi. Nó có một cái lớp bevel trắng và đen. Mình sẽ chọn là inner nha. Rồi tiếp nó có một cái nó có một cái độ nghiêng qua bên một chút nữa nha các bạn, nó có một cái độ nghiêng qua bên này một chút đấy. Rồi như cái này thì mình đang làm theo phục mắt của người khác thôi, chứ còn trên thực tế thì trong cái bài này khúc này thì mình lại muốn dùng kiểu như là mình muốn dùng như thế này nè. Các bạn group cho mình cái hình thằng này lại, rồi các bạn chọn effect, các bạn chọn là drop shadow thôi. Rồi cái này thì các bạn chọn cho mình một cái màu đen này đấy. Rồi chỗ này thì các bạn cũng có thể tăng sự chót không 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 cần đấy, các bạn tạo cho nó một cái lớp màu đen như thế này
Thì đây thì mình thích cái style này hơn nha, chứ mình không thích cái kiểu mà nó có cái lớp này bên dưới nha. Đấy, thì các bạn muốn làm theo kiểu nào cũng được nha. Thì trong cái bài này thì tạm thời mình sẽ làm theo cái style của mình đi. Thì mình sẽ bỏ cái lớp bên này, tăng drop shadow lên cho nó thôi. Rồi, nó có cái khoảng này thôi. Thì mình đã chọn cái tông là màu xanh cho nó trùng hình. Thì bên dưới thì mình sẽ thêm một cái một cái tông màu trắng nha. Nên ta muốn chọn một cái tông màu trắng nhẹ thôi để tách cái hình này ra. Đấy. Rồi mình sẽ chọn một cái, mình tra cái chỗ này mờ đi nha. Rồi. Rồi tiếp tục trên này mình sẽ tạo tiếp một cái nữa. Mình sẽ chọn là một màu xanh đậm hơn một chút. Rồi, tiếp tục bên dưới này thì mình sử dụng một cái font tên là For All The Dogs này các bạn. For All The Dogs. Thì font này có tên là Augusta nha. Rồi mình sẽ làm cái thằng này. Thằng này thì mình chỉ việc đơn giản thì mình đang sử dụng cái effect này thì mình kéo lên thôi các bạn. Đấy, thì nó đã có cái thằng này rồi. Thì nhiệm vụ của mình còn lại là mình chọn tông màu thôi. Rồi mình sẽ tắt tắt cái thằng này ra nha. Thì mình sẽ chọn effect, mình chọn là outer ground cũng được này các bạn. Các bạn tắt thằng này ra, các bạn chọn một cái màu đen. Đấy. Rồi. Rồi giả sử như chỗ này thì mình sẽ đánh cho nó một cái lớp trắng nha. Chỗ thằng này nè. Mình sẽ tạo cho nó một cái layer mới, xong mình clip in mask nó. Rồi. Rồi, tương tự còn cái chỗ này nha các bạn. Tương tự còn cái chỗ này nè. Thì cái này thì mình sử dụng một cái tấm poster của Drag về cái chủ đề này nha. Đấy. Rồi, mình sẽ chọn một cái cơ để cho hình này được đen hơn. Rồi,
Như vậy là xong một cái hình như thế này nha. Như cái này thì nó bên ngoài là có vẻ như là tuyết nha các bạn. Thì mình sẽ chơi là bên ngoài này sẽ là những đám mây đi. Giả sử như bây giờ cái nền của mình sẽ là những cái đám mây. Thì mình có những cái brush đám mây như bên này. Đây. Mình sẽ chọn cỡ này thôi. Rồi mình sẽ giảm đằng này opacity nó mờ một chút nha. Rồi mình sẽ tạo thêm một cái brush như thế này nữa, mình muốn đánh kiểu có lớp đậm lớp dày á. Rồi thì tiếp theo chỗ này mình các bạn thấy không, nó hơi bị ghét ở khúc này đây. Rồi các bạn chọn cho mình cái hình này đi, các bạn chọn một cái layer mask thôi, xong các bạn chọn cho mình một cái brush mềm thôi. Rồi, các bạn kè khúc này cho mình nha. Đấy, thì nhìn có vẻ như nó sẽ mượt hơn. Rồi, bây giờ sẽ tới cái bước cuối cùng nha các bạn. Tới cái bước cuối cùng là mình sẽ đồng nhất tất cả những cái hình này. Tụi nó sẽ đồng nhất màu với nhau. Tựa như giống như là bên này nha. Rồi, cái thứ nhất thì mình sẽ làm chỗ này nó mềm đi một chút nữa đã. Mình làm chỗ này, cái arc này nó mềm một chút nha. Cái ni này thì nó hơi bị cứng. Rồi thì mình sẽ cho cái bước này tụi nó đồng nhất màu với nhau này, mình sẽ nhấn hộp phím là Alt Ctrl Shift E đấy, nó sẽ tổng hợp tất cả các hình ở dưới bên dưới thành một cái layer mới đây. Đây các bạn, đây nhìn như thế này nha. Rồi mình sẽ nhấn là Color Balance. Đấy, ở đây thì các bạn muốn cái tông màu xanh đúng không? Thì mình sẽ kéo qua tông màu xanh này. Đấy, các bạn thấy không? Thì bây giờ tất cả các màu sắc đó, tụi nó đã được gọi là cân bằng màu với nhau. Đấy, các bạn muốn kéo như thế nào? Các bạn muốn kéo. Thì mình đang làm tông xanh mà, thì mình sẽ kéo qua màu xanh nhiều hơn nha. Rồi, Shadow. Highlight mình cũng sẽ chọn là màu xanh. Rồi như vậy thì chúng ta đã có một cái bức direct về một cái tông màu xanh nha. Rồi ở như cái này nè, các bạn thấy cái sự khác biệt không? Thì cái này nếu các bạn thấy đậm á, các bạn nhận fill xuống một chút này. Đấy, nhiệm vụ của bước này của chúng ta á, thì nó chỉ có chức năng là nó sẽ làm cân bằng màu thôi. Rồi tới một bước nữa là các bạn có thể chọn filter này, các bạn chọn filter của Photoshop bằng cách là các bạn chọn color lookup này. Đây,
Trong này nó có rất là nhiều cái filter kênh màu khác nhau nha. Các bạn có thể đi từ trên xuống dưới xem cái nào phù hợp với mình. Đấy. Như cái này thì các bạn giảm opacity xuống một xíu thì có vẻ cũng như cũng rất là chắc nha. Chọn là mình chọn cái này đi. Mình chọn cái này. Xong mình sẽ giảm opacity của nó xuống một chút nha. Đấy, mình sẽ giảm opacity của nó xuống một chút. Rồi. Mình sẽ tạo một cái brush vintage. Để cho cái hình design của chúng ta nó được nhìn trong nó sẽ có ra chất vintage hơn nha. Đây, mình có cái brush vintage như thế này. Rồi, mình sẽ đổi lại một chút để cho các lỗ này nó sẽ được nhỏ đi bớt nè. Rồi, như vậy là mình đã xong một cái bài hướng dẫn cho các bạn nha. Cái bài này thì kỹ thuật thì nó hơi nhiều, nhưng mà chung quy tổng thể thì các bạn nắm đi các bước thì các nó cũng trở nên đơn giản thôi. Rồi, mình xin kết thúc video chia sẻ tại đây nha.